Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin bóng đá. Các bạn thân mến, huấn luyện viên Park Seo lòng lặng trĩu khi học trò qua đời. Huấn luyện viên Park Seo nhận tin huyền thoại bóng đá Hàn Quốc Jo Sang-chul qua đời ở tuổi 50 vì ung thư. Tại Singapore, tôi đau đớn khi nghe tin Jun Jang-chul qua đời và tôi thực sự rất buồn. Tôi sẽ nhớ mãi về Jun Sang-chul, cậu cầu thủ luôn cháy hết mình trên sân với tinh thần chiến đấu ngoan cường. Mong cậu yên nghỉ. Nếu tôi đang ở Hàn Quốc, tôi sẽ chạy đến bên cậu ấy ngay lập tức, nhưng mà tôi không thể vì tôi đang ở Singapore. Tôi cảm thấy lòng mình lặng trĩu. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ trên tờ Chosun ngay sau khi trận đấu vòng loại World Cup với Indonesia ngày 8 tháng 6 kết thúc. Trong khi đó, huấn luyện viên đội tuyển quốc gia Indonesia Sintayong cũng bày tỏ tiếc thương với người bạn thân thiết của mình, cố danh thủ Jo Sang-chul. Cựu huấn luyện viên Jo Sang-chul là người hùng của đất nước tôi. Những kỷ niệm đẹp mà ông ấy để lại sẽ còn mãi trong lịch sử của bóng đá Hàn Quốc. Ông Sintayong chia sẻ với nỗi buồn. Trước đó, đi huyền thoại bóng đá Hàn Quốc, Jo Sang-chul đã qua đời sau những chiến đấu với bệnh tật ung thư. Jo Sang-chul là cựu danh thủ Hàn Quốc từng giúp cho đội tuyển quốc gia nước này lập thành tích lọt vào bán kết World Cup 2002 diễn ra tại xứ sở Kim Chi và là một trong những học trò cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo khi ông còn là trợ lý của huấn luyện viên Kim Hyo-ding. Vào hồi năm 2019, khi hay tin cậu học trò cũ bị bạo bệnh thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng không giấu nổi nỗi buồn. Ông đã khóc ngay sau khi hay tin từ phóng viên. Tôi và Jo Sang-chul rất khăng khít khi còn hợp tác trong tuyển quốc gia hồi World Cup 2002. Tôi xem cậu ấy như là đứa em ruột của mình bởi sự chăm chỉ và chú ý thi đấu kiên cường. Tôi từng nghe cựu tuyển thủ Hong Hyun-bo than vãn về dấu hiệu bị vàng da của Jo Sang-chul và đã khuyên cậu ấy lên đi khám. Thật sốc khi căn bệnh quái ác ấy lại vận vào cậu ấy, huấn luyện viên Park chia sẻ vào hồi năm 2019. Các bạn thân mến, đội tuyển Việt Nam thua trận huấn luyện viên Park Hang-seo vào tường. Xin kính chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin bóng đá. Các bạn thân mến, huấn luyện viên Park Hang-seo thôi dẫn dắt đội U23 Việt Nam lo dần là vừa. Huấn luyện viên Park Hang-seo gia hạn hợp đồng 1 năm với VFF là tin rất vui với người hâm mộ Việt Nam, nhưng lại kèm theo điều khoản sẽ không dẫn dắt đội tuyển U23 để tập trung cho công việc đội tuyển quốc gia. Điều này khiến nhiều người hụt hẫng, quá tải hay là bất lực. Việc mới đây Liên đoàn bóng đá Việt Nam gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với huấn luyện viên Park Hang-seo tới tháng 1 năm 2023 không làm nhiều người bất ngờ. Thực tế, đây là một điều khoản có sẵn trong hợp đồng hai bên đã ký vào năm 2019 và chính thức được kích hoạt sau khi có sự thống nhất của nhau. Cụ thể, nếu như VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo tìm được tiếng nói chung, bản hợp đồng sẽ tự động gia hạn thêm 1 năm kèm theo những điều khoản cho phù hợp với mục tiêu mới. Nhưng điểm đáng chú ý trong bản hợp đồng gia hạn này là huấn luyện viên Park Hang-seo thôi chức huấn luyện viên trưởng U23 Việt Nam sau SEA Games 31 để tập trung dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam. VFF sẽ tìm kiếm huấn luyện viên khác để dẫn dắt đội U23 và Olympic Việt Nam, bắt đầu công việc từ tháng 5 năm 2022. Trên thế giới, hiếm quốc gia nào một huấn luyện viên dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia và U23 như ở Việt Nam. Vì thế, việc ông Park thôi kiêm nhiệm cũng là hợp lý, nhưng trong bối cảnh hiện tại, nhất là sau khi U23 Việt Nam cho thấy rõ nhiều yếu kém, hạn chế ở vòng loại U23 châu Á 2022 hồi tháng 10, thì việc huấn luyện viên Park rút lui tạo nhiều tranh cãi. U23 Việt Nam dường như là gánh nặng với huấn luyện viên Park Hang-seo ở thời điểm này. Gần 2 năm qua, ông Park luôn than phiền về việc đội tuyển U23 Việt Nam thiếu cầu thủ xuất sắc do các đội bóng ở V-League chỉ quan tâm tới thành tích, sử dụng nhiều ngoại binh và cầu thủ nhập tịch. Nhìn vào lứa U23 không có tương lai, ông Park càng quyết tâm dừng dẫn dắt U23 Việt Nam để tập trung cho đội tuyển quốc gia. Nhiều người cho rằng ông thành người Hàn Quốc đã quá thành công với lứa U23 năm 2018 nên không muốn mạo hiểm để mất đi danh tiếng gây dựng suốt 4 năm qua. SEA Games sẽ là một giải đấu cuối cùng mà ông Park làm việc với đội U23 Việt Nam. Sau SEA Games, vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra sau đó một tháng, chưa rõ ai sẽ gánh vác công việc thay ông Park. Huấn luyện viên Park Hang-seo còn chưa thôi dẫn dắt U23 Việt Nam, nhưng các trợ lý của ông đã bất ngờ chấm dứt bản hợp đồng trước thời hạn, khiến cả VFF và ông Park đang rơi vào thế khó tìm gấp người thay thế. Thời gian tới, thì huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đảm nhiệm cùng lúc công việc ở đội tuyển Việt Nam và U23, nên rất cần có các cộng sự thân tín chia sẻ công việc. Theo đó, VFF mới đây đã tiến hành thủ tục để thanh lý hợp đồng với hai đại lý
hai trợ lý Kim Han-jun và Kim Hyun-ti ở đội tuyển U23 Việt Nam. Dù còn hạn hợp đồng nhưng hai trợ lý này cho biết muốn được về nước sống để nghỉ ngơi cùng gia đình. Trợ lý Kim Han-jun và huấn luyện viên thủ môn Kim Hyun-ti được đánh giá là cánh tay phải của huấn luyện viên Park Hang-seo ở đội tuyển U23 Việt Nam. Trợ lý huấn luyện viên Kim Han-jun sang Việt Nam từ năm 2019 và góp công không nhỏ cho chiến dịch SEA Games 30 với tấm huy chương vàng lịch sử. Huấn luyện viên thủ môn Kim Hyun-ti bắt đầu công việc từ cuối năm 2020 cũng đã cho thấy khả năng và giúp các thủ môn U23 Việt Nam tiến bộ nhanh. Trên trang Chosun của Hàn Quốc, huấn luyện viên thủ môn Kim Hyun-ti cho biết huấn luyện viên Park Seo đã rất thất vọng bởi ông muốn các trợ lý tiếp tục hỗ trợ mình trong công tác chuyên môn ít nhất là tới hết SEA Games 31. Huấn luyện viên Park mong muốn chúng tôi có thể tiếp tục làm việc với nhau, nhưng trong ít tháng tới U23 Việt Nam cũng không có giải đấu nào. Còn tôi có một số chuyện cá nhân, chúng tôi đã chia sẻ thẳng thắn với nhau trước khi chia tay, huấn luyện viên thủ môn Kim Hyun-ti nói. Đó là lý do thì việc các trợ lý Hàn Quốc bất ngờ rút lui ở thời điểm này là khá nhạy cảm. Lo nhất là lứa U23 sau 2 năm, huấn luyện viên Park Seo đào tạo sẽ được giao cho huấn luyện viên và ban huấn luyện mới. Sự xáo trộn này rất cần nhiều thời gian để ổn định cả về chuyên môn lẫn tâm lý. Các bạn thân mến, lãnh đạo VFF giao nhiệm vụ cho đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020. Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Cao Văn Chóng đã giao nhiệm vụ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trước ngày lên đường dự AFF Cup 2020. Chiều tối ngày 26 tháng 11, thì Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Cao Văn Chóng đã đại diện lãnh đạo VFF tới thăm, động viên tinh thần và giao nhiệm vụ cho đội tuyển Việt Nam. Hiện đang tập huấn tại Vũng Tàu để chuẩn bị tranh tài tại AFF Cup 2020. Ông Cao Văn Chóng đã chuyển lời hỏi thăm và biểu dương khích lệ từ Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải và Thường trực Ban Chỉ huy Liên đoàn bóng đá Việt Nam đối với tinh thần nỗ lực của đội tuyển trong suốt thời gian qua. Mặc dù vừa trải qua một hành trình căng thẳng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và chỉ có ít ngày nghỉ ngơi, nhưng thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã sớm bắt nhịp trở lại để hướng tới mục tiêu mới. Đây là một sự cố gắng rất lớn và cũng thể hiện khát vọng cống hiến, tinh thần trách nhiệm cao với toàn đội. Thay mặt lãnh đạo VFF, Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng đã giao nhiệm vụ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, và trong bối cảnh ảnh hưởng của Covid-19, nước chủ nhà Singapore đã phải đưa ra nhiều quyết định khắt khe nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh. Đây cũng là một điều dễ hiểu bởi sự an toàn và sức khỏe của mọi người là một điều luôn được ưu tiên hơn hết. Vì vậy, bên cạnh việc tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất dành cho đội tuyển, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đề nghị toàn đội tiếp tục cố gắng hơn nữa, làm sao để tập luyện và thi đấu đạt kết quả tốt, vừa tuân thủ các quy định, khuyến cáo của nước sở tại cũng như của ban tổ chức giải về phòng chống dịch. Đầu tiên là để bảo vệ cho bản thân và tiếp đó là đóng góp vào thành công chung của AFF Cup 2020. Theo như kế hoạch, đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ lên đường sang Singapore vào ngày 1 tháng 12. Thay mặt Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải và Thường trực Ban Chỉ huy Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Phó Chủ tịch Cao Văn Chóng chúc toàn đội chân cứng, đá mềm, phấn đấu hoàn thành mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup 2020. Các bạn thân mến, lãnh đạo VFF giao nhiệm vụ cho đội tuyển Việt Nam.